Những con giáp có đường tình duyên đỏ như son năm 2016. 12 con giáp năm 2016 thì có 3 con giáp dưới đây về đường tình duyên đỏ như son và có khả năng tìm được tình yêu đích thực. Một là tuổi Thìn. Những người tuổi Thìn hầu hết đều là những người có tính cách ôn hòa, khéo léo trong cách ứng xử, luôn cởi mở trong giao tiếp. Hơn nữa, họ còn có một tâm hồn đôn hậu. Trong sáng, họ biết cách để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống cũng như mọi mối quan hệ của mình. Chính vì vậy mà người tuổi Thìn cũng thường được lòng những người đã từng tiếp xúc với họ. Năm 2016 với những ưu điểm nổi trội như trên cộng đồng với sự may mắn có, người tuổi Thìn sẽ gặp được đối tác tốt và phù hợp với mình, và con đường tìm thấy tình yêu chân chính của đời mình sẽ trở thành hiện thực. Tình cảm của người tuổi Thìn năm 2016 cũng trở nên nở rộ, phát triển và tràn đầy hứa hẹn. Tuổi Hợi, năm 2016 là một năm may mắn đột biến với những người tuổi Hợi đấy nhé. Đặc biệt là trong chuyện tình duyên, người tuổi Hợi sẽ cực kỳ phấn khi gặp được rất nhiều đối tượng tốt để tha hồ lựa chọn. Họ không những chỉ yêu thương thật lòng mà còn là những người có điều kiện kinh tế rất tốt, có học vấn cao. Bạn có thể lựa chọn một trong số họ và cũng có thể yên tâm rằng người này sẽ hoàn toàn chung thủy với mình trọn đời, không phải tìm đến người bạn theo kiểu tình yêu chơi bời qua đường đâu nhé. Đeo đá thạch anh dạng bên ngoài thường xuyên có thể giúp chúng ta tăng khả năng thích nghi và hòa nhập vào trong môi trường mới. Đây là một năm mà người tuổi Hợi có những bước tiến vượt bậc và chóng vánh, không những tìm thấy được tình yêu của cuộc đời mình mà tình yêu của người tuổi Hợi sẽ tiến triển rất nhanh và nhiều khả năng kiến thức một cách cực kỳ viên mãn trong năm nay. 3. Tuổi Sửu. Năm 2016, người tuổi Sửu cũng rất phát về đường tình duyên. Họ gặp gỡ rất nhiều đối tượng, ai cũng yêu thật lòng và tương xứng với họ cả về nhan sắc, điều kiện kinh tế lẫn sự học vấn. Điều cân nhắc duy nhất là theo tiếng gọi của trái tim mình để chọn lấy một người duy nhất mà thôi. Tuy nhiên, người tuổi Sửu trong năm 2016 cần phải cân bằng một chút về vấn đề công việc và tình yêu. Nếu quá mải mê với công danh sự nghiệp, rất có thể họ sẽ bỏ lỡ cơ hội yêu đương và đánh mất ý chung nhất tốt nhất. Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng phải loại bỏ một vài tính xấu như ngang ngạnh, hơi cố chấp để cho mối quan hệ cân bằng và sớm đơm hoa kết trái.